khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tin múa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa, hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha. Trai bán làng nhìn sơn ca si mê, ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Ngay say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa, hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha. Trai bán làng nhìn sơn ca si mê, ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với bài thể của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là nữ ca sĩ Phi Nhung. Và sau bao năm thì chị Nhung vẫn rất là đáng yêu. Cái ca khúc mà Nàng Sơn Ca này thì nó gắn liền với cái sự nghiệp âm nhạc của chị như thế nào? Đây có phải là ca khúc đầu tiên hay là một ca khúc hit nào đó được khán giả yêu mến hay không? Mà lý do vì sao chị chọn để xuất hiện trong cái chương trình này bài hát mở màn? Tại vì chị lúc nào chị cũng muốn là cho mọi người biết mình là người
Tây Nguyên, mình là người Gia Lai, nên khi mà chị những cái bài hát Tây Nguyên là nó đều vô trong lòng của chị nhiều nhất. Tại vì chị rất là hãnh diện, muốn cho người ta biết là em là con gái Pleiku má đỏ môi hồng. Em Pleiku má đỏ môi hồng.
ngày xưa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Con Cò Trắng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung, và đây là một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Lòng người đi em biết chăng, em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người còn thương.
tràng hỗn tay thật lớn cho Quốc Linh, Quỳnh Nhi và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Wow, một không gian quá đẹp. Hay quá à. Nếu mà hay vỗ tay cái nữa được không à? Phương Mỹ Chi, cảm giác của con như thế nào khi hát cùng với hai bạn? Lâu lắm rồi con mới được sống lại cảm giác hồi hộp khi mà tham gia một cuộc thi. Mấy em có tinh thần học hỏi rất là nhiều. Đây là một điều rất là đáng quý. Và các em hát dòng nhạc này quá là tình cảm, quá là hay. Con mong là quý vị cũng sẽ yêu thương các em thật là nhiều. Và con đường nghệ thuật của hai em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Bạc theo thương nhớ, đêm trăng ra cửa
nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ và con đâu, anh bay mùi nước mắt chưa chan, lòng bồi hồi nhớ quê gia diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Dễ thương quá. Con ơi, con muốn hát cái bài văn câu đúng không? Cô kết duyên cho hai đứa con hát đó. Dạ, con cảm ơn cô. Đây, hồi nãy là Cường có dắt con xuống một lần rồi, nhưng mà Cường không có nắm tay mà Cường xách nách con lên. Trời gì vậy con, bây giờ nắm tay. Trời ơi, con nắm tay mà mẹ run luôn á. Cường thì chị thấy cũng hiền á. Nãy nãy giờ hỏi cũng cười cười thôi em đó. Em cũng hiền mà. Em thì chị phải coi lại nha, để hỏi Cường xem nè. Hiền không Cường? Dạ, bình thường thì em với Chi là cũng ít có cơ hội mà hợp tác chung, cho nên tính cách mà em cũng không biết luôn. Nhưng mà lần đầu gặp thì em thấy Chi hiền, thân thiện. Trời ơi, con tươi, có phải con tươi vậy trời? Con tươi, trời ơi, lớn quá. Hiền thôi hả Cường, à? Còn cái gì khác không? Dễ thương. Sao khen người ta mà đỡ nhắc không à? Khen miễn cưỡng quá trời luôn á. Cái bài vừa rồi là em hát, là hình như là sáng tác của chú Đình Văn đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Khi mà chương trình gọi cho em là khi mà em biết là có chú Đình Văn là em đã nhất quyết em chọn bài này. À, vậy tại vì sao? Em rất là thích ca khúc này và em cũng đã hát một lần trong đêm mini show của mình. Và khán giả cũng rất là thích em hát, nhưng mà em chưa có một cái bản chính thức nào hết. Nên là bữa nay đứng ở trên đây mà nhìn xuống có cô Nhung và có tác giả của bài này nữa. Cho nên là em... Hơi lo đúng không? Hơi căng thẳng đúng không? Câu dân ca sao mệt mà lòng anh thiên hoa, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Người mà nó ngương bóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng thơm gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm. Lòng chợt cuồng mơn mông, dáng xưa vàng theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân. Bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi
lần nhớ nhau sau nghẹn thương nước chảy trong veo.
vật dừng dìm ao cá chơi đọt măng giang măng nứa măng tre các bạn tiên đùng đánh ra về
sắc dưới nắng xuân vàng. Bánh chưng bánh tét mứt bí mè gừng, kinh nhân thơm hương khói tết đầy tâm khu của kiều. Đang mùa hè mà nghe bé hát xong cái tưởng xuân đến Tết về không vậy đó. Cảm ơn con, một cái bài hát rất là dễ thương. Mời chú Thanh Bạch góp ý ạ. Ở cái tuổi này giọng của con rất là tuyệt vời. Nhưng mà làm con trai nó khó cái chỗ là khi nó chuyển giọng sang giọng nam, giọng đàn ông. Thì trong giai đoạn này chú thấy rất là đồng ý để con có thể tỏa sáng trong những vòng tiếp theo với sự hợp tác với lại nghệ sĩ Hữu Quốc. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và mời giám khảo Hoài Linh đưa ra quyết định của mình. Chú chỉ góp ý như thế này thôi. Hát thì con hát rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là với cái rướng hơi nó hơi cao so với con. Tuy nhiên cái đó chú không đặt nặng lắm.
chú chỉ đặt nặng một cái điều là gì nè, tức là khi con phát âm đó, thì ráng làm sao cho nó rõ ràng cái chữ. Ví dụ như là làm lễ rước ông bà, khi con hát cái câu làm lễ rước ông bà thì chú nghe cái chữ rước á, nó thành cái chữ rước nó con hay bị hụt cái chữ như vậy đó. Giống như làm lễ rước ông bà chứ không có nghe làm lễ rước ông bà như thế. Con ráng cố gắng tròn dành rõ chữ, ca cải lương là phải tròn dành rõ chữ, với lại nhờ con những cái chữ mà xs với sr đó con phải sửa lại chỉnh lại. Cô đồng ý cho con bước vào để con hỏi lên nữa. Cô Thanh Thằng đã đồng ý, chú Hoài Linh nghĩ sao ạ? Bây giờ trước khi tôi ra cái quyết định này thì tôi hỏi nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, thật sự ra thì anh thấy bé hát rất là tốt, cái quãng cao thì nó tốt hơn cái quãng trầm. Nếu mà anh làm một cái dấu đồng ý thì chắc chắn là em phải gò cái cách phát âm cho cháu cho nó chuẩn hơn. Cái đó nếu mà em gật đầu một cái thì anh gửi, còn không thì anh gửi về nhà. Nãy là Quốc với lại Yến Trang cũng có bàn với nhau là cái những cái quãng cao của con á, ca sáng lắm, mà cái quãng con xuống trầm á, dường như nó bị mất chữ. Đội dân ca cải lương và dân ca đương đại dường như cũng còn nhiều, thì thôi bây giờ tạm chờ một tí xíu được không con? À chưa, cái phần tạm chờ đó chưa tới chú. Không, nhưng mà chỉ hỏi ý kiến chú cho tôi mà. Ừ, cái là chú phải nhận rồi. Bây giờ chú chỉ hỏi thôi à, mà cái này là chú làm khó em của chú. Khi chú gửi con cho chú Quốc thì chú Quốc phải mài dũa con như một cái viên ngọc để cho nó sáng hơn, cho nó tốt hơn. Yeah. Cho nên là chú phải hỏi cái tay thợ này nè. À, dù chú biết tay thợ này là thợ giỏi chứ không phải là thợ bình thường. Bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đề nghị Hữu Quốc trả lời yes hay no thì hãy nói ra liền. Đồng ý hay không? Và không tôi có yes no. Sẽ gửi cho em nếu em thấy không phiền. Có gì đâu mà phiền. Thôi bây giờ nói thì nói, cái quyền quyết định vẫn là chú. Và chú Quốc sẽ là người nhận lãnh cái trách nhiệm này khi chú Quốc là thầy của con. Chú đồng ý. Chúc mừng con nhận được những sự đồng ý từ các vị giám khảo. Đến với thầy của mình nào. Cố gắng nha con. Rồi đời có những khi buồn nao.
sống lại đời ta. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Ôi, ổng về coi thương, quá thương, nhỏ thương. Nhỏ thương à. Trời ơi, đáp dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn. Anh cốc ổi mía ghim không? Anh chị ơi, cốc ổi mía ghim anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Ờ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa, em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ôi, chị tưởng đâu là em kêu chị bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi, thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà bầu chị không chịu, nó kêu chị bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm bà bắn. Rồi. Dạ bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường lo nước lo cho nước mọi nồi, người nha. Ừ. Rồi biết rồi. Ai cốc ổi mới ghi mồm. Ai cốc ổi mía ghim không? Bầu ơi, bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không bầu biết, ơi. Để em vô em coi chết tôi rồi. Bầu. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Bà cho tôi hát đi bà bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Rồi, cái sĩ đủ hết rồi. Ừ. Đủ hết rồi đó. Lo lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm.
Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà bầu hát. Vậy hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình dạ. Chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắc sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Hai đứa anh đánh đàn
vần trăng tô đẹp má hát nửa đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng há nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Trời ơi, hay dữ vậy. Trời đất ơi, từ nào giờ mời show chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát, nay nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi nó đâu đây là hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ cảm ơn bầu. Đất ơi, với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Hát dạ chung được chị. Được không? Được, dạ được bầu. Rồi vậy là chị, tôi nhận chị. Nha. Ảnh là hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời. Kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo. Xanh nở xong đi chị cho Linh hát thôi. Dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Ừ. Thử rồi hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả, hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không được. Trời đất ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi cũng chịu à. Không, em hát nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử à. Hát nữa đi em, lấy mình chăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi anh, mỗi bước dài nối liền tương lai. Rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời. Người vô thái đồ mở màn cho live show. Yeah. Dữ lắm. Hay quá, hay quá cục cưng. Một lần nữa. Chứ đất trăng thanh sông
khung cảnh cỏ lom khom bước chân đêm dáng lưng còng. Quê ta ngày xa xưa ngả thương câu bóng dừa, dòng sông quê ngọt lịm chữ mô thắm ân tình. Về răng rửa dần mà thương, thương quê nhà có mẹ trăng khuya mãi mơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa đôi mươi uống chưa vơi suối nguồn, lời quê chưa đựng ruột mẩn răng biết cắt lâu. Lời quê chưa đứng ruộng mừng răng biết cắt chưa đựng ruộng mừng ra.
không hỡi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em? Con chim nó múa trên cành tre. Bóng mắt môi chiều ta đứng chờ nhau, như ngâm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Hương vẫn còn người thương thương được vì nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang chén tình đậm đà ấm mến. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồn quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Còn cùng đồng vui thương thương được vì nhà càng vui hơn. Ta thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân xưa hát nghiêng thương con họ câu qua câu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương tiến về trên dòng sông có điều làm ai buồn ai chờ ai bên bờ xưa ai chưa về ai còn đội mưa đó đêm tiếng hò ai bay rộng dòng hò tin người về quê hương mang cánh đồng hẹn hò người thương
trận gió to. La 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 la. Chị Hai ơi, em về rồi nè. Ủa, chị Hai đâu rồi cả? Chị Hai ơi! Hai đứa đợi Hai xíu, Hai đang bận tay dưới bếp nè, Hai lên liền. Dạ. Chưa kịp nói chữ lên nữa. Thôi thôi, chị Ba điệu quá. Chị Ba điệu như vậy tới sáng mai mới vô tới nơi luôn quá. Chút nữa chị Ba sẽ mét chị Hai cái chuyện em ăn dụng trong lớp nha. Thôi thôi, chị Ba đừng có mét chị Hai. Mét chị Hai đánh em trước luôn á. Thôi đi, đừng có giả bộ khóc mà làm cho tôi cảm động. Tôi không mét chị Hai nha. Tôi mét cho coi. Chị Hai ơi. Nè, Hai đứa làm cái gì đó? Dạ không có làm chi. Úc, chị Hai thấy rồi nha, sao Úc bịt miệng chị Ba như vậy? Chuyện là như vậy nè chị Hai. Nè nè, bé ba ngoan. Sao bé ba khóc vậy? Úc nhéo em. Úc nè, hư quá nha, chị Hai quýnh đòn bây giờ. Sao mà nhéo chị Ba như vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy ở trong lớp ăn dùng có chút xíu mà đòi mét người ta. Nghe người ta đau muốn chết nè. Thôi thôi, được rồi, chị Hai năn nỉ. Hai đứa không có khóc nữa nha. Dạ. Nè Út nè, lần này là chị Hai tha cho đó. Lần sau mà vô lớp ăn dụng nữa là chị Hai quýnh đòn nghe chưa? Dạ. Rồi lần sau á, từ nay về sau không có được ăn. Tụi bay đâu? Đứng ở ngoài này chờ chị. Chị vô chị đòi nợ xíu chị ra. Dạ thưa chị Lại mới qua. Đang làm gì đó? Dạ tụi em đang ăn cơm. Nghèo vậy đặt ăn cơm hả mày? Ăn với gì? Dạ rau muống luộc với lại kho quẹt. Bơi chén coi đói. Hả? Ồ, chị xích vô con nhỏ mẹ kỹ vừa vừa phải rồi mày. Trời đất ơi, ăn cơm mà ngon dữ vậy nè. Hả? Kho quẹt với rau luộc có gì ngon đâu chị. Vậy là ngon rồi, ở nhà má tao ác cái tao lắm. Không bây giờ cho tao ăn cọng rau nào hết trơn trời đó. Tối ngày bắt ăn tôm, ăn cá, ăn cua. Người đâu mà ác đạo. Ủa tao qua đây làm gì tụi bay? Dạ em cũng không biết nữa. Giờ xíu tao về hỏi má của tao coi. Chị mà. Chị. Tao nhớ rồi. Qua đây đòi nợ. Nhỏ kia biểu. Nhanh lên. Dạ chị Lại. Chừng nào trả nợ cho má tao. Mày có biết mỗi lần tao qua tao đòi nợ tao mệt lắm không? Tao đang đi chơi má tao bắt tao về đi đòi nợ mày. Tao phải bới cái đầu 8 tiếng tao mới qua đây được. Chị Lại ơi, chị Lại thông cảm cho em nha, chứ bây giờ chị biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó. Em cũng không có đủ khả năng trả cho chị. Em hứa vậy nè, chị cho em mấy tháng đi, xong rồi mỗi ngày em làm một ít á, rồi em mang qua em trả chị dần dần được không mày chị? Mày hứa hoài, tao mệt lắm luôn á. Bây giờ có cái gì đem ra đây tao xiết, tao đem về cho má tao vui lòng. Chị xiết. Lẹ lên. Chị nhìn thử trong nhà em cũng không có cái gì xiết được á chị. Bây giờ không có gì xiết phải không? Dạ. Tao sẽ xiết hai đứa em của mày. Chị ơi, đi, nhanh lên. Chị ơi, chị Lại ơi, em đang nghĩ chứ mà chị Lại. Tụi nó còn nhỏ xíu à, tụi nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ tụi nó còn lo ăn học nữa, chị để cho em lo cho tụi nó ăn học đi nha chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó còn ăn học? Dạ. Tao lo cho nó ăn học luôn. Tao đem tụi nó về, tao sẽ nói má tao cho nó ăn học tới lớp 12 xong rồi lên xì phố, học đại học luôn, được chưa? Thiệt không chị? Trời, một lời tao nói ra mà. Mày đợi xíu đi, tao thấy sai sai gì nè, tao gọi má tao ơi. Hình như sai sai gì á. Alo má hả? Con nè, giờ nhà nó nghèo quá, nó không có gì đem ra cho con xiết hết, giờ sao?
giờ con định là xiết hai đứa em nó đó. Giờ má, ờ dạ. Nhưng mà giờ tụi nó còn tuổi ăn tuổi học đó má, là mình phải lo tụi nó ăn học luôn tới đại học đó nha má. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, con biết rồi, má yên tâm. Rồi dạ. Rồi để con nói tụi nó. Dạ. Dạ dạ rồi thôi má nha. Dạ dạ dạ. Được không chị? Má tao chửi thật hùng. Ủa sao vậy chị? Má tao kêu tao đi chết đi. Mày thấy không? Tại chị em mày mà bây giờ gia đình tao ly tán. Ủa, em đâu có làm gì đâu mà gia đình chị mày không làm gì? Mày thiếu nợ mày không chịu trả. Rồi bây giờ á tao xiết hai đứa em mày về, má tao kêu tao đi chết đi, tao nghe lời má tao, tao đi chết rồi má tao buồn, má tao đi tu rồi ba tao sẽ có vợ nhỏ, có phải gia đình tao ly tán gì gia đình mày không? Vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa em không? Bây giờ vậy, bàn chuyện quan trọng, qua đây ngồi. Mệt quá. Hai đứa nhỏ đi qua bên kia coi. Sàng ràng trước mặt ha. Ngồi xuống. Má tao nãy cũng có nói rồi, là ba má mày cũng đang đi kiếm người gả mày đúng không? Tại vì gái lớn rồi mà giờ chưa có chồng thì cũng khổ. Mà ba má mày đâu có tìm ra được ai đâu. Bây giờ á, có cái mối này giàu lắm. Mày chịu đi, mày lấy ổng xong á, cái mai mốt mày có tiền mày nuôi hai đứa em mày ăn học thành tài luôn, rồi mày trả nợ cho ba má tao, tao không có làm phiền mày nữa, tao không qua đây nữa, thiệt tao thề nha. Chị ơi, bây giờ có chuyện gì á chị để em về thưa lại với ba má em cái. Mày yên tâm đi, ba má mày thiếu nợ ba má tao, nói một tiếng là ổng bả chịu liền à, không có gì hết trơn á. Mày lấy ổng đi, ổng giàu lắm mày ơi, giàu dữ lắm luôn, trời ơi. Nhưng mà em đâu có biết người ta là ai đâu. Bạn thân ba tao hả? Thiệt, bạn thân ba tao mà, bởi vì chỗ quen biết hết. Bạn thân ba chị vậy vậy bao nhiêu tuổi rồi chị? 67. Hả? Con 67 tuổi. Còn lớn hơn ba em nữa, làm sao em có thể lấy người ta làm chồng chị? Nhỏ để khờ dễ sợ luôn. Trời ơi, người ta lớn người ta mới có tiền, bại bà. Mấy người nhỏ nhỏ tuổi ở đâu tiền, tiền cha, tiền mẹ không chứ tiền nào của tụi nó, hiểu không? Mày lấy ông đi. Tao thiệt mày nghe, tao mê ông lắm. Tao đòi lấy ông mấy lần cũng đâu có chịu. Ông muốn là gái trẻ trẻ, đẹp đẹp. Mày hiểu không? Cho nên ráng đi, mày lấy ổng đi. Thí dụ mà ở chừng vài tháng mày thấy không được á, mày cáp qua tao. Lúc đó mày chỗ quen biết ổng, mày nói nhiều khi ổng tin hơn, hiểu không? Chứ tao nói ổng không có chịu. Nha, nha, vậy nha. Ổng cũng đang gấp lấy vợ lắm rồi. Không được đâu chị ơi, để em thưa lại với ba má em chứ. Chứ ê, tao mệt nha mày. Tao mệt nha, tao thuyết phục tao cũng biết mệt nha. Bây giờ sao mày không chịu đúng không? Bây giờ trả tiền nợ cho tao. Mày không trả tao kêu 18 thằng nó đứng ở ngoài nó vô nó dỡ cái nhà của mày. Chị ơi, em đang nỉ chị lại, chị đừng như vậy mà chị. Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao đi lên trên huyện, tao mua đồ cho mày. Tao tút mày từ A đến Z để mày đi lấy chồng. Mày có tiền mày trả nợ cho ba má tao. Mày lo cho hai đứa em mày ăn học, mày muốn gì nữa. Đi, nhanh lên. Chị ơi, nhưng mà không có được chị ơi. Làm sao em lấy người ta làm chồng vậy được? Bây giờ 18 thằng đâu? Được rồi chị, em hứa chị mà. Mệt à? Chị cho em nói chuyện với hai đứa em chút cho chị. Nghèo bạch nói chuyện hoài mệt quá. Út, bé ba, nghe hai nói nè. Chuyện của hai đứa là ăn học. Chị hai đi lấy chồng rồi. Hai đứa ở nhà ráng ăn học nha. Ở trong nhà cái gì á có chị hai lo hết rồi, yên tâm đi. Nhớ đàng hoàng nha. Trời ơi, nhiều quá rồi, hết giờ đi. Hai đứa nhỏ thì ra chỗ khác, còn nhỏ thì đi theo tao, nhanh lên. Trời ơi. Hai đứa ráng học nha. Đi, bụ ra đi. Nó đi lấy chồng nó về lo cho tụi bay chứ. Đi ra chỗ khác. Đi, chị đi mua đồ cho. Phần
chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên, lòng có mong em đâu bên cho yên một bóng thuyền. Lỡ đôi tình duyên còn chưa
không bơ. Rắt đôi bờ nhai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến đã phai còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Gặp không may thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò.
mà trời còn làm mưa lâu dài. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xin. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm ngon.
ngắm vườn hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thấy phấn giữa đêm chờ tim bao xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người yêu thêm tươi đẹp mong lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngắm xa. Quên hết những chuyện buồn năm đã chỉ kia quê quán ở
kiếp chẳng ngừng trên trời nước ta. Phố vườn lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh, em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lung linh lên. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn chàng. Hát chi hát nga chúc cuối hồn mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca khúc nhạc tình ta, không mọc tung tăng dưới trang. Chưa cuối ngăn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kích hoài. Có chỉ hát ca chúc cuối hồn mơ đến ngày bề trai đất kia. Trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba kệ nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca khúc nhạc tình tang, thơ mộng tung tăng dưới trang. Chưa cuối ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tích hoài. Chưa cuối ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn trưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói yêu cũng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím. Dù xa nhau nhớ đừng lãng này, ai biết
trăm ngày nhớ nhau, nuối tiếc cuộc vui ân tình phút đầu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một không phiền không sầu vì ai, màu mắt hàng ngày tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn sát bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bên xuân sinh ước hẹn ngày bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. thank you.
nam xa xưa. Bồng bềnh dòng sông mênh mông sông nước, bầu trời trong xanh bao la thấp thoáng, nắng gió bắt ngát say lòng người. Về phương Nam, về phương Nam, ngắm con sông dài ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước rồng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiêu, tình anh bán chiêu, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sang sẽ cống u liêng. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Sông bên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dòng mình nó ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tới mang ruộng sau. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đã bên trái tình quê thăm đồng, điều dân ca ngọt ngào mơn mơn. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Người phương Nam, người phương Nam chân chất thật thà, chân chất thật thà, một mặt như một khúc dân ca. Bye.
gương thủa trước mình đến cá trù nên điều hát văn đi tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ quan trung đại nghĩa phú xuân khơi bắn khơi nam như đôi dòng sữa đẹp khúc nam mơ xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò cho trăm con